Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thịt bò rát vàng mang xăng chữa lửa, tính nhỏ mọn đã làm ngài Tô Bộ trưởng mất khôn. Mỗi một lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thường gắn với một hỗn danh không mấy tốt đẹp gì. Có nhiều người hỗn danh là bởi người đời gắn mác oan cho họ. Có người thì chính họ tự gắn mác cho bản thân mình. Với ông Tổng Bí Thư, người dân gắn mác lú cho ông xem ra là gắn mác oan. Bởi hơn 10 năm làm Tổng Bí Thư, ông ta đã tỏ ra rất tinh tường, chứ không hề lú lẫn như nhiều người đồn thổi. Mặc dù vậy, có nhiều quan chức bị nhân dân gắn mác không hề oan chút nào cả. Đây là hình ảnh tạo thương hiệu cá nhân của ông Tô Lâm. Ông cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh thì người dân gắn cho ông biệt danh là Mượt. Có lẽ vì đầu ông lúc nào cũng bóng mượt, rồi cũng có người đặt tên ông là Răng Chắc. Có lẽ bởi ông già mà hàm răng còn rất đều như những chàng trai trẻ vậy. Rồi thêm nhiều hỗn danh không hay liên quan đến chuyện lăng nhăng tình ái, mà những hỗn danh ấy chỉ được nói ra trên bàn nhậu hơn là viết ra thành văn bản vì nó khá tục tĩu. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng có câu nói nổi tiếng rằng mình có thế nào thì người ta mới như thế chứ. Ý nói là mọi kết quả mà ta nhận được đều có nguyên nhân từ ta ra. Vì vậy, các hỗn danh mà người đời gán cho mỗi nhân vật trong bộ máy cai trị đều có nguyên nhân của nó cả. Tô thịt bò rát vàng có lẽ là một thứ hỗn danh khó mà tách khỏi con người ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hành động ăn thịt bò rát vàng gây nên sự phẫn nộ trong dân chúng vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất, có thể hiện thói xem thường người dân khi mà một ông bộ trưởng dùng tiền thuế được cho là của dân để quẳng vào những món ăn xa xỉ, không đáng có, trong lúc người dân đang hết sức khó khăn khắp nơi vì đại dịch Covid-19, nhiều gia đình phải đói ăn. Thứ nhì, nói lên phẩm chất háo danh của ông bộ trưởng và là một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Miếng thịt bò không rát vàng và miếng thịt bò rát vàng nếu chế biến như nhau thì về độ ngon không khác gì nhau, nhưng ông bộ trưởng phải ăn cho được miếng thịt bò rát vàng thì mới chịu, thế mới ra oai được. Thứ ba là cho đến nay đã một năm trôi qua mà Quốc hội không hề chất vấn một hành động hậm hĩnh thiếu đạo đức của ông Bộ trưởng Bộ Công an, cho thấy là cả bộ máy chính quyền đã và đang bao che cho thói vô đạo đức xem thường cái tài sản của nhân dân như thế nào và dưới con mắt của bạn bè quốc tế bị đánh giá bất kể ra sao. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm khá cay vì bị Bùi Tuấn Lâm châm biếm. Làm sao làm sai rõ thay vì phải lên tiếng xin lỗi trước nhân dân, ông Tô Lâm lại lộng hành hơn nữa vì cả bộ máy chính quyền bao che cho hành động ấy. Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý cho biết khi một con người háo danh và làm những điều hậm hĩnh để khoe mẽ với thuộc cấp hoặc bạn bè thì hầu như những con người ấy rất nhỏ mọn. Họ tìm cách trả thù bất kỳ ai mà họ nghi ngờ châm biếm họ. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một trong những con người như vậy. Người dân thấp cổ bé họng, họ không thể áp lực để nhà nước thanh lọc những con người có phẩm chất đạo đức kém như ông Tô Lâm, thì họ cũng dùng những hình thức châm biếm để bày tỏ quan điểm của mình. Châm biếm những thói hư tật xấu chính là biểu hiện của những con người có trách nhiệm với xã hội, với đất nước. Xưa kia không có Facebook nên cụ Nguyễn Khuyến đã dùng thơ để châm biếm thói hư tật xấu của quan lại hậm hĩnh và thói hư tật xấu của xã hội hiện nay. Bây giờ không thiếu những con người như vậy, nhưng họ châm biếm bằng những công cụ khác, muôn màu muôn vẻ và có tác dụng lan tỏa rất lớn. Trước đây khi hình ảnh ông Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng tại London đang dày đặc trên các trang báo mạng thì nó đã tạo ra sự bất bình trong đa phần người dân tại Việt Nam. Với người có trách nhiệm xã hội thì ắt họ sẽ làm gì đó để độ châm biếm này, vì họ không thể chấp nhận một chính quyền có thể bao che trong bộ trưởng biến chất đến như vậy. Đây là hành động trả thù của ông Tô Lâm hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Ông Bùi Tuấn Lâm, tức Facebook Peter Lâm Bùi, 38 tuổi, cũng từng nhái lại hành động rắc muối của thánh rắc muối Giết Bê, đã biến món thịt bò rát vàng đút cho Tô Lâm. Lẽ ra, ông Tô Lâm thấy hình ảnh như thế để sửa đổi bản thân thì ông ta lại ra đòn cho là rất tiểu nhân khi cho công an bắt chính Facebook này. Hành động của Tô Lâm không thể dập tắt đi hình ảnh xấu xa là há mồm đớp miếng thịt bò rát vàng, mà lại còn làm nổi lên hình ảnh một ông bộ trưởng rất nhỏ mọn, thù vặt và rất tiểu nhân. Hành động này của ông Tô Lâm được đánh giá là hành động lấy xăng để chữa lửa,
chứ chẳng dập tắt được lửa gì. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hai mảy dâu quần một bà, Võ Văn Minh lại hùa với Phan Văn Mãi, chèn ép một phụ nữ hèn. Như bản tin trước, Thời báo.de đã đưa tin, sau khi hai lần gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, lần 2 tháng và lần mới đây là 19, mà ngày Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không thể có chứng cứ đủ thuyết phục kết tội bà Nguyễn Phương Hằng, Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Đại Nam. Hiện nay, ông Phan Văn Mãi đang cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh tìm mọi cách để giữ bà Hằng lại và để nặng ra tội cho bà. Vụ bà Nguyễn Phương Hằng càng ngày càng lộ rõ hành vi trả thù cá nhân của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hơn là cơ quan này đang thực thi công lý. Ban đầu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án cho thấy đó là sai quy trình tố tụng. Hành động được cho là cấu hành tội phạm của bà Nguyễn Thị Phương Hằng tại Bình Dương chứ không phải tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu muốn bắt bà Hằng thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần hỗ trợ bắt bà Hằng giao cho Công an tỉnh Bình Dương chứ không thể tự ý bắt bà Hằng để đem đi xử lý. Đây là hình ảnh vào ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đã ôm hết hồ sơ điều tra bà Hằng giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt bà Nguyễn Phương Hằng. Sau đó gần một tháng, tức là ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương lại cho khởi tố vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Hai cơ quan điều tra ở hai địa phương khởi tố cùng một người và cùng một tội danh cho thấy bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi hiến thế nào. Lẽ ra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải ôm hồ sơ bà Nguyễn Phương Hằng giao cho Công an tỉnh Bình Dương thì lại ngược lại, vào ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương ôm hồ sơ điều tra về bà Nguyễn Phương Hằng giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức vào ngày 6 tháng 5, chính ông Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền, ông cho biết. Như vậy, lẽ ra Công an tỉnh Bình Dương đã hết trách nhiệm với vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Thế mà ngày 9 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương lại đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng một lần nữa. Nhiều người không hiểu Công an tỉnh Bình Dương nhảy vào can thiệp vụ bà Nguyễn Phương Hằng làm gì nữa khi mà họ đã ôm hết hồ sơ điều tra giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước đó và không còn gì liên quan đến vụ án này cả. Đây là hình ảnh vào ngày 6 tháng 9, Công an tỉnh Bình Dương lại đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy một bộ máy cầm quyền làm việc rất tùy tiện từ đầu. Cả Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương đều làm không đúng. Hành động giao hết trách nhiệm điều tra cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh rồi giờ lại hô hào khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng được xem là cú đánh bồi của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vào bà Nguyễn Phương Hằng, vì những ngày qua trên các phương tiện truyền thông cho thấy ông Phan Văn Mãi đang bất lực trong vấn đề kết tội nữ đại gia nổi tiếng này. Không biết bên trong thế lực ông Phan Văn Mãi mạnh như thế nào, nhưng nhìn bề ngoài thấy ông Võ Văn Minh chỉ dọa Công an tỉnh Bình Dương đã ôm hết hồ sơ điều tra bà Hằng giao cho ông Mãi xử lý thì có vẻ như ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sợ ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là sự thật. Thêm vụ việc Công an tỉnh Bình Dương nhảy vào hùa với Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết tội bà Nguyễn Phương Hằng thì đấy lại là một lần nữa cho thấy lãnh đạo tỉnh Bình Dương đang lấy lòng ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khá rõ. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi và Võ Văn Minh đang cố vùi dập một phụ nữ. Từ những biểu hiện đấy, có nhà phân tích cho rằng thế và lực của ông Phan Văn Mãi rất mạnh. Tuy nhiên, theo ý của ban biên tập Thời báo.de thì đấy là cách làm cậy quyền cậy thế của ông Phan Văn Mãi. Cách làm này thiếu khôn ngoan, nếu không muốn nói là dại dột, trong lúc lò của ông Tổng đang cháy hừng hực, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thành củi gọc nào. Ông Phan Văn Mãi tiến thân như diều gặp gió, được là có thể có thế lực nâng đỡ phía sau. Tuy nhiên, lên càng cao thì dấu ấn và thế lực nâng đỡ càng ít dần. Lúc đó, với tính cách cậy quyền như thế, thì quả thật không hay, và có thể họa lại ập đến ông bất cứ khi nào.